Chương 4. Tâm lộ quy thi. Tâm lộ ở đây chính là hành trình sinh diễn của tâm thức trong đời sống của chúng sinh. Được gọi là dòng tâm thức nhưng không phải là một cái gì đó liên tục, không gián đoạn. Mà cái gọi là dòng tâm thức ấy thực ra là một chuỗi dài, ghép nối vô số sát na, khăn na tâm. Thời gian tồn tại của mỗi sát na tâm, chí tá khăn na, ngắn đến mức nằm ngoài mọi suy tưởng của phàm phu. Ta thử tính xem, mỗi giờ trung bình có bao nhiêu lần nháy mắt, và mỗi lần nháy mắt, dòng tâm thức khi đó có hơn 1.000 tỷ sát na xuất hiện. Trong mỗi sát na như vậy, lại có 3 giai đoạn sanh: Upada, trụ, thi tí, diệt, phanga, hẳn hoi. Và tất cả vật chất được gọi theo A Tỳ Đàm là sắc pháp, thực ra cũng có thời gian sinh diệt mau chóng khó lường. Tốc độ sanh diệt của sắc pháp, chẳng hạn các thành tố trong một sợi tóc, chỉ chậm hơn tâm pháp 17 lần mà thôi. Nếu ta chia thời gian tồn tại của mỗi nhóm sắc ra thành từng sát na, thì cứ 17 sát na tâm diệt đi, sẽ có một sát na sắc biến mất. Nói vậy, có nghĩa là những gì ta nhìn thấy được bằng mắt thường chỉ là những ảo tượng như vỏ ngoài của một gò mối, với vô vàn những biến chuyển bên trong mà ta không biết. Nói đến tiến trình sinh diễn của tâm pháp thì trước hết phải nhắc lại 6 loại tâm: hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức, hai tâm tỷ thức, hai tâm thiệt thức, hai tâm thân thức, 79 tâm ý thức. Tiến trình hiện hữu của 5 thức đầu giống hệt nhau nên được gọi chung là tâm lộ ngũ môn. Đối tượng là 5 trần cảnh trực tiếp. Riêng cách xuất hiện của loại tâm thứ 6 tức ý thức thì khác hẳn, nên chúng được gọi là tâm lộ ý môn. Đối tượng nhận thức là cảnh ngũ gián tiếp và cảnh pháp thuần túy. Nói vậy, có tất cả 6 loại tâm lộ. 1. Lộ nhãn môn, chắc khú đoa ra quy thí, hay chắc khú viên nhân na quy thí, là diễn biến của tâm thức lúc mắt ta ghi nhận một hình ảnh nào đó. 2. Lộ nhĩ môn, sô ta đoa ra quy thí, hay sô ta viên nhân na quy thí, là diễn biến của tâm thức lúc tai ta ghi nhận một âm thanh nào đó. 3. Lộ tỷ môn, khana đoa ra quy thí, hay khana vi nhân na quy thí, là diễn biến của tâm thức lúc mũi ta ghi nhận một thứ mùi nào đó. 4. Lộ thiệt môn, chivha đoa ra quy thí, hay chivha vi nhân na quy thí, là diễn biến của tâm thức lúc lưỡi ta ghi nhận một thứ dịch vị nào đó. 5. Lộ thân môn, kaya đoa ra quy thí, hay kaya vi nhân na quy thí, là diễn biến của tâm thức lúc thân ta ghi nhận một xúc chạm nào đó. 6. Lộ ý môn, mano đoa ra quy thí, hay mano vi nhân na quy thí, là diễn biến của tâm thức lúc tư tưởng ta đang suy nghĩ hay nhận biết một sự việc trừu tượng nào. 1. Nhân sanh các tâm lộ. 1. 4 điều kiện để xuất hiện tâm lộ nhãn môn chắc khú đoa ra quy thí. Thần kinh thị giác chắc khú pasada có cái để nhìn ruparamana, ánh sáng thích hợp aloka, phải có sự chú ý manasikara. 2. 4 điều kiện để xuất hiện tâm lộ nhĩ môn sotadara quy thí. Thần kinh thính giác sotapasada có âm thanh nghe được sadaramana, khoảng trống akasa, tức không bị cách âm, phải có sự chú ý manasikara. 3. 4 điều kiện để xuất hiện tâm lộ tỷ môn khanadara quy thí. Thần kinh khứu giác Khanapasada có mùi để ngửi Gantharamana, không khí Vajo, phải có sự chú ý Manasikara. 4. 4 điều kiện để xuất hiện tâm lộ thiệt môn Chivaha Dwara Quy Thí. Thần kinh vị giác Chivaha Pasada có vị để nếm Rasaramana, có dịch chất dẫn vị Apo, phải có sự chú ý Manasikara. 5. 4 điều kiện để xuất hiện tâm lộ thân môn Kaya Dwara Quy Thí. Thần kinh xúc giác Kaya Pasada có gì đó để sờ chạm Phottabha Ramana, vật chạm phải có ngại tướng rõ ràng Thathapathawi, phải có sự chú ý Manasikara. 6. 4 điều kiện để xuất hiện tâm lộ ý môn Mano Dwara Quy Thí, phải có ý môn tức 19 tâm hữu phần Mano Dwara, phải có cảnh pháp Thamaramana, phải có ý vật Hadaya Watu, phải có sự chú ý Manasikara. Trong các điều kiện sinh khởi tâm lộ trên đây,
Hầu như cái gì cũng có thể được chấp nhận bởi khoa học hiện đại. Chỉ riêng điều kiện thứ tư là khó chứng minh nhất. Nhưng chung quy, ai cũng có thể hiểu ngầm rằng thiếu sự chú ý thì khó mà có được một nhận thức nào. Ta có thể chứng minh bằng một hình ảnh rất dễ thấy là khi một bà mẹ đi đón con ở chỗ đông người, nếu thiếu sự chú ý thì đứa con có đi qua mặt bà mẹ cũng không nhìn thấy. Ta có thể gọi đó là tác dụng của sự chú ý. Xem bảng 34 nhân sanh các tâm lộ, trang 144. Các loại cảnh theo mức độ. Visayapavati có tất cả là 6 trường hợp đối tượng đậm nhạt khác nhau của tâm. Trong đó, đối với lộ ngũ môn, tức lộ tâm lúc năm giác quan vật chất làm việc, có 4 trường hợp. A. Cảnh rất lớn. Atimahantaramana, tức đối tượng trần cảnh trong trường hợp cực rõ. B. Cảnh lớn. Mahantaramana là trường hợp năm trần cảnh vừa đủ rõ ràng cho năm giác quan ghi nhận dễ dàng. C. Cảnh nhỏ. Parittaramana là trường hợp năm trần cảnh có chút mờ nhạt không rõ ràng cho lắm. D. Cảnh rất nhỏ. Atiparittaramana là trường hợp năm trần cảnh quá mơ hồ như có như không. Đối với lộ ý Manodharavithi, tức trường hợp tâm thức biết cảnh trừu tượng phi vật chất, thì có hai thứ đối tượng, nói ngắn gọn. A. Cảnh rõ, Vifutaramana. B. Cảnh không rõ, Avifutaramana. 2. Tổng lược các loại tâm thức. A. Tâm chủ quan và tâm khách quan. Ta cứ hình dung một người từ lúc nhập thai bằng tâm tái tục để bắt đầu kiếp sống mới, thì ngay từ sát na tâm đầu đời ấy, dòng tâm thức của đương sự phần lớn được trải dài bằng vô số tâm hữu phần, vốn là tâm tái tục biến thể. Và cứ vậy kéo dài cho đến hết đời. Ngay giây phút mệnh chung, chính tâm hữu phần lúc đó sẽ trở thành tâm mệnh chung để chấm dứt kiếp sống. Chính tâm hữu phần vừa kể được xem là khung sườn cho căn bản tâm thức của chúng sanh, nên nó được gọi là tâm chủ quan hay tâm ngoại lộ, Vitti Muttacitta. Những khi sáu giác quan ghi nhận ngoại cảnh, thì dòng chảy hữu phần sẽ tạm ngưng để nhường chỗ cho các loại tâm chuyên biết ngoại cảnh, gồm 80 tâm trừ 9 quả đáo đại. Các tâm này được gọi là tâm khách quan, Agantukacitta hay Vittichitta. Về tâm chủ quan, gồm có 19 là 2 quan sát xả thọ, 8 tâm đại quả và 9 tâm quả đáo đại. Ngoại trừ 9 quả đáo đại, các tâm còn lại có thể làm nhiều hơn 3 việc: nhập thai, hộ kiếp và mệnh chung. Như vậy tâm chủ quan tuyệt đối chỉ còn lại 9 tâm quả đáo đại. B. Cảnh của tâm chủ quan và tâm khách quan. Như đã nói, đối tượng của các tâm khách quan là lục trần hiện tại, tức ngay kiếp sống này. Riêng đối với các tâm chủ quan thì đối tượng của chúng chính là một trong ba cảnh cận tử đời trước, nghiệp tượng, nghiệp tướng và thú tướng, mà đương sự nhận biết qua một trong lục thức của kiếp ấy. Các ngài giải thích rằng khi một người sắp hết duyên để sống thêm, thì các quả nghiệp thiện ác từ vô số kiếp quá khứ sẽ tranh nhau tìm một cơ hội tác động lên dòng tâm thức, tức hữu phần của đương sự, để tạo nên một hình ảnh tốt xấu nào đó cho người này nhìn thấy. Những hình ảnh này được gọi là cảnh cận tử, Marana Sanna Nimitta, gồm có ba là nghiệp tượng, Kamaramana, là những hình ảnh trực tiếp về một công việc nào đó trong quá khứ, như thầy giáo thấy mình đang dạy học. Nghiệp tướng, Kamma Nimitta, một hình ảnh gián tiếp mang tính gợi ý về một nghiệp cũ, như thầy giáo nhìn thấy cổng trường, đồng phục học sinh hay phấn trắng, bảng đen. Thú tướng, Gati Nimitta, người sắp sanh địa ngục có thể thấy lửa cháy, hoặc sắp sanh về trời có thể nhìn thấy những lâu đài lộng lẫy rực rỡ. C. Ba loại tâm hữu phần Favangachitta. Vì tâm luôn sanh diệt với một tốc độ cực nhanh, hàng tỷ sát na trong một nháy mắt, nên ngay trước khi một loạt các tâm khách quan xuất hiện để ghi nhận ngoại cảnh vừa xảy đến, thì dòng hữu phần phải có những xao động
để nhường chỗ cho chuỗi tâm khách quan kia. Ba sát na hữu phần sau cùng nằm ngay trước chuỗi tâm khách quan sẽ thành ra ba loại tâm hữu phần khác nhau, đó là hữu phần vừa qua Atita Phavan, hữu phần rúng động Phavanga Chalana, hữu phần dứt dòng Phavanga Pacheda. Loại hữu phần thứ nhất xuất hiện ngay lúc trần cảnh chạm vào một trong sáu căn. Hữu phần rúng động xuất hiện ngay khi đối tượng đã xuất hiện trước sáu căn, và hữu phần dứt dòng có mặt để chấm dứt hoàn toàn dòng tâm chủ quan. 3. Các lộ tâm ngũ môn. A. Các lộ tâm nhãn môn. Sau đây là các lộ tâm nhãn môn phân theo cảnh. 1. Lộ tâm nhãn môn cảnh rất lớn. Chakhu Dvara Timahanta Ramana Viti. Hữu phần Phavanga. Ngay sau thời điểm tái sanh trong một kiếp sống mới, tâm tái tục trở thành một thứ tâm tên là hữu phần, liên tục sanh diệt cho đến lúc ta qua đời. Dòng chảy hữu phần này thỉnh thoảng bị gián đoạn khi một trần cảnh nào đó xuất hiện, và ta phải cần đến những loại tâm đặc biệt để ghi nhận nó. Các loại tâm này được gọi chung là tâm khách quan. Hữu phần vừa qua, Atita Phavanga. Đây cũng là tâm hữu phần, nhưng mỗi khi một chuỗi tâm khách quan sắp xuất hiện, thì ba sát na hữu phần cuối cùng được gọi tên là hữu phần vừa qua, rúng động, dứt dòng, để tạm thời khép lại dòng tâm chủ quan đó. Hữu phần rúng động Phavanga Chalana, hữu phần dứt dòng Phavangu Pacheda. Khai ngũ môn Panchadvara Vachana, đây là thứ tâm có nhiệm vụ mở đường cho một trong năm tâm giác quan, biết năm cảnh vật chất. Ta có thể xem nó như cánh cổng cho một lối đi. Nhãn thức Chakhu Vinyana, đây là thứ tâm nương tựa thần kinh thị giác để ghi nhận một hình ảnh nào đó. Khi tai ta nghe âm thanh thì chỗ này được thay thế bằng tâm nhĩ thức nương tựa thần kinh thính giác. Cứ vậy mà hiểu ba loại tâm giác quan còn lại. Tiếp theo Sampatichana là thứ tâm có nhiệm vụ đón nhận chính thức đối tượng trần cảnh mà tâm giác quan vừa ghi nhận. Quan sát Santirana là thứ tâm có nhiệm vụ xăm soi trần cảnh vừa được tâm tiếp theo đón nhận. Đoán định Uttapana có nhiệm vụ phán đoán, đánh giá trần cảnh kia. Động lực Chavana là thứ tâm có trách nhiệm phản ứng tâm lý trước trần cảnh như thích hay ghét, thiện hoặc ác. Chính loại tâm này khiến việc ta biết trần cảnh thành một thứ nghiệp thiện hay ác, tức biến cái biết trở thành một hành động. Na cảnh, Tadalamana. Trong trường hợp trần cảnh quá rõ nét thì sau loạt tâm động lực sẽ xuất hiện hai sát na na cảnh, để cái biết được trọn vẹn và không bỏ sót. Các ngài mô tả loại tâm này giống như động tác liếm tay hay liếm môi khi ta vừa ăn xong, mà vẫn còn thấy tiếc thức ăn dư sót. Ngay sau hai sát na na cảnh thì dòng hữu phần tiếp tục xuất hiện như cũ. Ta có thể hiểu những sát na tâm khách quan vừa kể giống như một nắm sỏi ném xuống ao bèo, và tâm hữu phần chính là những cánh bèo. Hữu phần Phavanga. Phần lớn thời gian trong đời sống chúng sanh là tâm hữu phần, tức loại tâm quả có được từ các tâm thiện ác quá khứ. Sau một sát na duy nhất đóng vai trò tái tục cho kiếp sống mới, nó thành ra loại tâm hữu phần, kéo dài suốt kiếp sống, để cho đến lúc cuối đời trở thành sát na tâm mệnh chung để kết thúc kiếp sống. Lúc này một tâm tái tục nào đó cũng do nghiệp quá khứ xuất hiện để dẫn sanh kiếp sống khác. Cứ vậy. Số lần xuất hiện của tâm hữu phần chiếm hầu hết thời gian trong một kiếp sống. Những khi sáu căn không bắt cảnh ngoại trần, cảnh hiện tại, thì hữu phần luôn có mặt. Khi mắt biết cảnh sắc hay tai nghe tiếng, thì dòng tâm hữu phần biến mất bằng cách biến thể từ hữu phần thuần túy sang hữu phần chuyên nghiệp để chuẩn bị cho một tâm lộ khách quan. Lúc này chúng có tên là hữu phần vừa qua, rúng động, dứt dòng, và sau đó là các tâm khách quan gồm năm tâm quả vô nhân, khai ngũ hoặc khai ý môn, ngũ song thức hoặc một ý thức nào đó, tiếp thâu, quan sát, đoán định. Các tâm vừa kể không có tính năng thiện ác, chúng chỉ có một nhiệm vụ là ghi nhận trần cảnh một cách máy móc.
sau đó là 7, lúc đặc biệt chỉ có 5 sát na động lực làm nhiệm vụ gây nghiệp thiện ác. Đối với vị A-la-hán thì chỗ này chỉ là tâm tố duy tác. Trong biểu đồ này, các tâm hữu phần được biểu thị bằng màu xanh nhạt. Các tâm quả còn lại trong tâm lộ khách quan sẽ được biểu thị bằng màu xanh đậm. Đậm hay nhạt đều là màu xanh vì đó là những tâm quả. Riêng loạt tâm động lực thì được biểu thị bằng màu đỏ vì chúng là tâm nhân. Nhìn vào đây, ta thấy số lượng tâm nhân trong đời sống chúng sanh có một tỷ lệ rất thấp so với tâm quả. Trước và sau chuỗi tâm khách quan này là tâm hữu phần bình thường. Còn trong lộ tâm khách quan trên tâm nào đảm nhiệm phận sự nào thì hầu như ta có thể nhìn tên mà đoán ra được. Chỉ trừ 3 trường hợp đặc biệt là đoán định do tâm khai ý môn đảm nhận. Manodhara Vachana, 7 tâm động lực ở đây là một trong 29 tâm động lực dục giới, được trợ lực bởi tâm đoán định và tâm sở tác ý Manasikara để kéo dài đến 7 lần xuất hiện. Và trường hợp cuối cùng, 2 na cảnh do 11 tâm đảm nhận, 8 tâm đại quả và 3 tâm quan sát. Thần kinh thị giác và cảnh sát sẽ diệt mất cùng lúc với tâm na cảnh thứ hai. Tâm lộ có cảnh rất lớn, cũng còn được gọi là tâm lộ có đuôi na cảnh. 2. Lộ tâm nhãn môn cảnh lớn, Chakhu Dwara Mahantaramanna Viti, gồm có 2 trường hợp. Xem hình 3, lộ tâm nhãn môn cảnh lớn, trường hợp 1, trang 154. Trong lộ tâm này, cảnh sắc Ruparamanna và thần kinh thị giác Chakhu Pasada cùng xuất hiện vào hữu phần vừa qua thứ nhất. Và cảnh sắc ở đây phải cần đến 2 sát na hữu phần vừa qua để đủ rõ nét vào sát na hữu phần rúng động. Rồi thì dòng hữu phần sẽ thật sự chấm dứt ở sát na hữu phần dứt dòng. Trong lộ này, cảnh sắc và thần kinh thị giác sẽ cùng biến mất vào sát na diệt của tâm hữu phần đầu tiên, ngay sau động lực thứ 7. Xem hình 4, lộ tâm nhãn môn cảnh lớn trường hợp 2, trang 156. Tâm lộ này có đến 3 hữu phần vừa qua để đủ túc số sát na tâm cho vừa với tuổi thọ của cảnh sắc và thần kinh thị giác để chúng cùng diệt mất vào sát na động lực thứ 7. Các tâm lộ ngũ môn cảnh lớn còn được gọi là lộ ngũ môn có đuôi động lực. Đối tượng trần cảnh trong tâm lộ này chỉ vừa đủ rõ chứ không thừa mứa như ở lộ tâm trước, nên phải cần đến 2 hữu phần vừa qua và cũng không cần đến 2 sát na na cảnh. Như sau khi nhai xong một hạt đậu phộng, thì bàn tay ta sạch sẽ hơn là lúc vừa ăn xong một chiếc bánh in. 3. Lộ tâm nhãn môn cảnh nhỏ Chakhu Dwara Paritaramanna Viti. Ở đây gồm 6 trường hợp. Xem hình 5. Lộ tâm nhãn môn cảnh nhỏ, trường hợp 1, trang 158. Ở đây, cảnh sắc và thần kinh thị giác cùng xuất hiện ở hữu phần vừa qua thứ nhất. Và đến hữu phần rúng động thì chúng đã hoàn chỉnh. Rồi sau đó, hữu phần mất hẳn ở dứt dòng. Vì ở đây đối tượng ngũ môn không được rõ nét, nên ngay sau 3 đoán định xuất hiện để đánh giá cảnh tốt hay xấu, thì các động lực không thể xuất hiện được. Cả 2 cảnh sắc và thần kinh thị giác trong lộ này đều cùng lúc diệt mất ở sát na hữu phần thứ 4, tính từ sau đoán định cuối cùng. Xem hình 6, lộ tâm nhãn môn cảnh nhỏ trường hợp 2. Hình 7, lộ tâm nhãn môn cảnh nhỏ trường hợp 3. Hình 8, lộ tâm nhãn môn cảnh nhỏ trường hợp 4, trang 160. Hình 9, lộ tâm nhãn môn cảnh nhỏ trường hợp 5. Hình 10, lộ tâm nhãn môn cảnh nhỏ trường hợp 6, trang 161. Ở các tâm lộ trên, số lượng của hữu phần vừa qua mỗi lúc một tăng dần, để ta thấy rằng cảnh ngũ ở các lộ mỗi lúc một yếu hơn. Ở đây ta thấy đoán định tối thiểu phải có 2 sát na mới đủ mạnh để thay thế cho động lực. Cả 6 lộ ngũ môn cảnh nhỏ này đều tận cùng bằng đoán định, nên chúng cũng được gọi là lộ ngũ môn có đuôi đoán định. Những lộ kiểu này thường xuất hiện ở người có tâm thức mùi lược như các em bé còn bú. 4. Lộ tâm nhãn môn cảnh rất nhỏ, Chakhu Dwarati Paritaramanna Viti.
Vì là cảnh quá mờ nhạt nên đối tượng trong các tâm lộ này không đủ mạnh để trợ sinh các tâm khách quan như từ khai môn. Ở đây, ta có cả thảy 6 tâm lộ ngũ môn cảnh rất nhỏ và chúng được liệt kê theo thứ lớp từ mạnh nhất đến yếu nhất. Xem hình 11, lộ tâm nhãn môn cảnh rất nhỏ trường hợp 1. Hình 12, lộ tâm nhãn môn cảnh rất nhỏ trường hợp 2. Hình 13, lộ tâm nhãn môn cảnh rất nhỏ trường hợp 3. Trang 163. Xem hình 14, lộ tâm nhãn môn cảnh rất nhỏ trường hợp 4. Hình 15, lộ tâm nhãn môn cảnh rất nhỏ trường hợp 5. Hình 16, lộ tâm nhãn môn cảnh rất nhỏ trường hợp 6. Trang 164. Vẫn như trước, cảnh sắc và thần kinh thị giác cùng xuất hiện ở hữu phần vừa qua đầu tiên, rồi cứ vậy mà kéo dài cho tới tối đa là 15 hữu phần vừa qua, để cảnh sắc được hoàn chỉnh. Và cũng vì quá yếu, nên các tâm lộ này cũng không cần đến sự can thiệp mạnh bạo của hữu phần dứt dòng. Chỉ cần 2 lần rúng động là đã quá đủ. Về tuổi thọ của cảnh sắc và thần kinh thị giác ở đây thì cứ tính từ vừa qua đầu tiên trở đi cho đến 17 sát na thì cả hai đều cùng diệt. Chính vì các lộ này không có một thứ tâm khách quan nào xuất hiện mà chỉ có những tâm chủ quan biến động mà thôi, nên chúng được gọi chung là các tâm lộ hư thoát. Mokha Warawithi. B. 75 lộ tâm ngũ môn. Căn cứ vào các tâm lộ vừa trình bày trên, ta có một tâm lộ ngũ môn cảnh cực lớn kết thúc ở na cảnh Tadaramana Warawithi Ati Mahanta Ramana. Hai lộ ngũ môn cảnh lớn kết thúc ở động lực Javana Warawithi Mahanta Ramana. Sáu lộ ngũ môn cảnh nhỏ kết thúc ở đoán định Wotapana Warawithi Paritta Ramana. Sáu lộ ngũ môn cảnh cực nhỏ đuôi hư thoát, trước sau chỉ có tâm chủ quan Mokha Warawithi Atiparitta Ramana. Lấy 15 lộ này nhân với 5 môn, ta có 75 tâm lộ ngũ môn. Xem hình 17, ví dụ minh họa lộ ngũ môn cảnh rất lớn. Trang 166. Có một khách bộ hành vì mỏi mệt đã đến nằm ngủ dưới một gốc xoài. Giấc ngủ này tượng trưng cho dòng hữu phần luôn trôi chảy trong tâm thức chúng sanh. Lúc bấy giờ một trái xoài chín đã rụng xuống bên cạnh người khách bộ hành kia. Trái xoài này tượng trưng cho cảnh sắc hoặc bất cứ cảnh nào khác trong năm trần cảnh. Tiếng động do trái xoài rụng đã đánh thức người khách kia và khiến anh ngẩng đầu nhìn quanh. Hình ảnh này tượng trưng cho sự xuất hiện của cảnh ngủ ngay trước ngũ môn, khiến hữu phần biến động 2 lần và bị chấm dứt. Người khách kia mở mắt nhìn quanh để tìm ra chỗ xuất phát của tiếng động. Động tác này tượng trưng cho tâm khai ngũ môn tiến dẫn cảnh ngủ cho ngũ song thức. Hình ảnh người khách nhìn thấy trái xoài ám chỉ cho thời điểm nhãn thức nhìn thấy cảnh sắc. Người khách nhặt trái xoài lên và đây là sát na tiếp thu xuất hiện để tiếp nhận cảnh sắc. Người khách liếc sơ vỏ ngoài của trái xoài, đây chính là tâm quan sát đang tìm hiểu bước đầu đối với cảnh sắc. Bước tiếp theo, người đàn ông tự xác định đó là trái xoài ngon. Sự xác định này tượng trưng cho tâm đoán định. Sẵn đang đói, người đàn ông cắn 7 miếng lớn lên trên trái xoài để thưởng thức hương vị của nó. 7 lần cắn này tượng trưng cho 7 tâm động lực xuất hiện để hưởng dụng đối tượng. Trái xoài đã hết nhưng chất ngọt của nó còn dính đầy trên miệng và trên tay của người khách. Anh ta liếm môi rồi liếm tay như để thưởng thức cho đến kỳ cùng hương vị trái xoài. Việc liếm môi và liếm tay này tượng trưng cho 2 tâm na cảnh. Khi không còn chuyện để làm nữa, người khách bộ hành đã nằm xuống gốc xoài và ngủ trở lại. Hình ảnh này tượng trưng cho dòng hữu phần tiếp tục tái hiện ngay sau 2 na cảnh. C. Các loại tâm trong lộ ngũ môn Panchadara Vitichitta. Nhìn kỹ trong mỗi tâm lộ ngũ môn, ta thấy trong đó có tối đa là 7 thứ tâm khách quan, tức những thứ tâm chỉ xuất hiện khi 5 căn vật chất biết cảnh ngũ trần.
Tất cả đều là tâm dục giới. Tâm khai ngũ môn có 1. Các tâm ngũ song thức có 10. Tâm tiếp thu có 2. Tâm quan sát có 3. Tâm đoán định có 1. Tâm động lực có 29. Tâm na cảnh có 8, nếu không kể 3 tâm quan sát. D. Cảnh biết và vật nương trong mỗi tâm lộ. Tất cả các tâm trong lộ ngũ môn đều biết cảnh vật chất hiện tại. Tùy theo tâm mà vật nương là thứ nào trong năm vật, như nhãn thức nương nhãn vật, ý thức thì nương ý vật. Các vật và cảnh trong lộ ngũ môn cảnh rất lớn. Chẳng hạn, thì cùng với năm cảnh ngũ xuất hiện trước năm vật vào sát na hữu phần rúng động và cũng diệt mất vào sát na na cảnh thứ hai. Tuổi thọ của năm vật trong lộ ngũ môn gồm có 3 trường hợp. 1. Xuất hiện cùng lúc với cảnh sắc thì gọi là trung thọ, Matthima Yukka Wattu. 2. Các vật xuất hiện sớm hơn cảnh ngũ và cũng diệt mất sớm hơn thì gọi là tảo thọ, Mandayukka Wattu. 3. Ngũ vật sanh sao diệt sau cảnh ngũ thì gọi là vãn thọ, Amandayukka Wattu. Nên nhớ tâm khai ngũ môn phải nương vào ý vật mà sinh. Ý vật này xuất hiện cùng lúc với hữu phần rung động. Tâm tiếp thu thì nương vào ý vật sanh chung với tâm nhãn thức. Tâm quan sát thì nương vào ý vật mà đã xuất hiện cùng lúc với tâm tiếp thu. Cứ vậy mà hiểu cách xuất hiện của ý vật trong lộ ngũ môn. 4. Tâm lộ ý môn Manodhara Vithi là loại tâm lộ xuất hiện khi ý thức biết cảnh pháp, tức những gì không thể biết được qua năm giác quan vật chất. Lộ tâm ý môn được chia thành 2 loại. 1. Lộ ý môn dục giới, Kamachavana Varavithi. 2. Lộ ý môn kiên cố, Appanachavana Varavithi. Để giải thích, đó là những tâm lộ gì? Trước hết ta hãy bàn về các tâm lộ ý môn dục giới. A. Lộ ý môn dục giới, Kamachavana Manodwaravithi, gồm có 4 lộ căn bản. Xem hình 19, lộ ý môn cảnh rõ kết thúc ở động lực, trang 171. C. Lộ ý môn cảnh không rõ kết thúc ở đoán định, Wotapana Waravithi. Xem hình 20, lộ ý môn cảnh không rõ kết thúc ở đoán định. 3. Tâm khai ý môn ở đây làm luôn cả việc đoán định. D. Lộ ý môn cảnh cực vi rất mờ nhạt, trước sau chỉ có hữu phần nên gọi là lộ tâm hư thoát, Mokha Waravithi. Xem hình 21, lộ ý môn cảnh cực vi. Trong trường hợp cảnh pháp cực rõ, có thể là cảnh trong ba thời hoặc ngoại thời, thì ngay sau hai hữu phần rúng động, dứt dòng, coi như cảnh pháp đã gặp ý môn. Sau đó khai ý môn khơi mào cho lộ ý đón nhận cảnh pháp, và cũng chính nó lúc này làm việc đoán định xem cảnh pháp ấy là tốt hay xấu. Ngay sau sát na này, một trong 29 động lực dục giới sẽ xuất hiện liên tục 7 lần, rồi thì hai tâm na cảnh có mặt và sau đó là sự trở lại của tâm hữu phần. Ở loại tâm lộ thứ hai, sự rõ ràng của cảnh pháp chỉ ở mức vừa phải, nên ngay sau chuỗi động lực không cần đến hai tâm na cảnh. Ở trường hợp thứ ba, cảnh pháp xuất hiện khá mờ nhạt nên sau hai sát na hữu phần mở đầu, thì khai ý môn xuất hiện 3 lần để ghi nhận cảnh. Và vì cảnh pháp ở đây không đủ rõ nét để phải cần đến các tâm động lực, nên sau khai ý môn các tâm hữu phần lại tái hiện. Ở trường hợp cuối cùng, cảnh pháp còn mờ nhạt hơn cả trường hợp thứ ba, nó chỉ vừa đủ để dấy lên một chút ba động cho dòng hữu phần qua hai tâm rúng động, rồi thì sau đó là các tâm chủ quan. Xem bảng 35 biểu đồ lộ ý môn trang 174. Ghi chú: 1. Ý môn không phải là một giác quan vật chất mà là một trong 19 tâm hữu phần. 2. Cảnh pháp trong lộ ý môn có thể là quá khứ, hiện tại, vị lai hoặc ngoại thời, niết bàn và chế định. 3. Các cảnh pháp gồm tâm chí tá, tâm sở chetasika, đề mục thiền kansina nimitta và niết bàn nibbana. Khi hiển hiện qua ý môn thì không cần hữu phần vừa qua, atita phavanga,
Chúng xuất hiện đơn giản như một cái gõ cửa vậy thôi. 4. Đối với cảnh pháp Aramana, nên được mô tả là cảnh rõ Vifutaramana hay không rõ Avifutaramana, mà không nên gọi là lớn Mahanta hay nhỏ Paritta. 5. Trong các tâm lộ ý môn dục giới chỉ có 3 loại tâm khách quan, không nhiều như lộ ngũ môn: khai ý môn, đóng lực và na cảnh. Số lượng sát na trong mỗi tâm lộ ý môn dục giới cũng không nhiều. 1. Khai ý môn Manodara Vachanachitta. 7. Đóng lực Chavanachitta. 2. Sát na na cảnh Tada Lambangna. 6. Về loại tâm thì chỉ có 41. 1. Khai ý môn, 29 động lực dục giới và 11 tâm na cảnh, 8 tâm đại quả và 3 tâm quan sát. Ngoài trường hợp ý môn biết cảnh độc lập, tức chỉ cảnh pháp, trong các tâm lộ ý môn dục giới còn có trường hợp lộ ý bổ sung lộ ngũ. Để nhận diện một cảnh ngũ nào đó, thì chỉ riêng lộ ngũ sẽ không đủ để nắm bắt trọn vẹn đối tượng. Chính vì lý do này, ngay sau mỗi lộ ngũ môn, luôn có thêm 4 lộ ý môn nối đuôi Tada Nuvattika Vithi để hoàn tất việc ghi nhận cảnh. Lộ ý môn thứ nhất Atitagga Hani Vithi có mục đích níu giữ ấn tượng quá khứ từ lộ ngũ. Lộ ý môn thứ hai Samugga Hana Vithi xuất hiện để kết nối các chi tiết hay khía cạnh của các cảnh ngũ, chẳng hạn một âm thanh hay hình ảnh nào đó luôn có nhiều nét nhỏ cần gom lại để cho ra một bức tranh tổng thể. Lộ ý môn thứ ba Atthagga Hanavithi làm việc định hình đối tượng. Lộ ý môn thứ tư Namagga Hanavithi làm việc định danh đối tượng để ta có thể biết đó là cảnh ngũ gì. Theo ngài Lady Sayadaw thì cảnh ngũ trần có hai trường hợp tịnh và động. Động ở đây là những gì ta nghe thấy từ ngôn ngữ hay những biểu hiện thân thể, cái vẫy tay hay việc giơ nắm đấm chẳng hạn, tức hai thứ thân biểu trì và khẩu biểu trì. Trong trường hợp nhìn thấy một cái vẫy tay hay nghe tiếng chào của một người nào đó, thì ngoài lộ tâm nhãn môn hoặc nhĩ môn và 4 lộ tâm ý môn nối đuôi như vừa nói trên, thực ra còn có thêm 3 tâm lộ nữa. Để hoàn tất việc ghi nhận hình ảnh hay âm thanh đó, chúng được gọi chung là chuỗi tâm lộ ghi nhận cảnh biểu trì Vinyati Gaha Navithi, lộ tâm sơ nhận đối tượng Sanketak Gaha Navithi để biết đại khái sự xuất hiện của cảnh, lộ tâm hình dung đối tượng Sambandhak Gaha Navithi để kết nối các chi tiết lại với nhau, lộ tâm giải tích Vinichayak Gaha Navithi để phân tích ý nghĩa của hình ảnh hay âm thanh mà mình vừa nghe thấy được. Đối với các cảnh ngũ loại tịnh là những gì ngẫu nhiên và vô nghĩa, như hình ảnh một cái bàn, một đóa hoa, thì ngay sau 4 tâm lộ nối đuôi vừa kể sẽ là một loạt 6 tâm lộ khác để giúp ta biết được trọn vẹn một cảnh. Lộ tâm ghi nhận toàn cảnh Sabudaya Gahika Vithi để có được khái niệm chung nhất về cái mình vừa nghe thấy. Lộ tâm ghi nhận hình sắc Vannasalakkhana Gahika Vithi để xác định hình ảnh màu sắc hay âm điệu. Lộ tâm xác định ý nghĩa hay tác dụng của cảnh Vattu Gahika Vithi để biết đó là cái gì. Lộ tâm liên tưởng những chi tiết liên quan của đối tượng Vattu Salakkhana Gahika Vithi để có được cái biết hoàn chỉnh hơn. Lộ tâm định danh đối tượng Namagahika Vithi để biết tên gọi của nó là gì. Lộ tâm liên tưởng những chi tiết liên quan đến tên gọi Namasalakkhana Gahika Vithi để hoàn tất cái biết. Vì tốc độ sanh diệt của tâm rất mau, nên chỉ trong một động tác nghiêng tai hay liếc mắt thì cũng đã đủ các lộ ngũ môn, ý môn để ta nhận biết trọn vẹn một cảnh ngũ mà bản thân mình không ngờ được là nó phải trải qua chừng đó công đoạn. Đối với một hạt bụi nhỏ nhất, ta có thể quan sát được bằng kính hiển vi. Nhưng với sự vi tế của tâm thức thì ta chỉ có hai phương tiện là cận định và kiên cố định khi làm nền tảng cho trí tuệ. Tôi đã phỏng vấn nhiều thiền sinh ở trung tâm Paok Toya, Miến Điện,
nơi pháp môn chỉ quán song tu được hướng dẫn theo đúng chuẩn mực của Tam Tạng truyền thống. Ở đây nói là chỉ quán song tu, nhưng hành giả phải luôn tu thiền chỉ tịnh trước để trao dồi định lực. Khi thiền sư thấy tạm đủ thì bước đầu tu tuệ quán luôn, được hướng dẫn quán sát 28 sắc pháp, rồi mới đến danh pháp sau. Hành giả ở đây trước hết phải có khả năng quan sát tường tận từng căn từng cảnh để nhận diện được từng thức. Chỉ có vậy họ mới có dịp thấy rõ tâm lộ của mình như đã học từ kinh điển trường lớp. Phải nhận rằng kiểu huấn luyện này rất có hiệu quả. Nếu độc giả có lòng nghi ngờ, xin thử một lần tìm đến trung tâm này xem sao. B. Lộ ý môn kiên cố. Appana Chavana Manodwara Vithi. Ở đây bao gồm 3 lộ kiên cố hiệp thế và 3 lộ kiên cố siêu thế. Đây là diễn biến tâm thức trong lúc tu chứng thiền chỉ tịnh và tuệ quán. Trong các lộ tâm này, loạt tâm động lực sẽ là 26 tâm động lực kiên cố, bao gồm 5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc, 9 tâm tố đáo đại và 8 tâm siêu thế. 1. 3 trường hợp tâm lộ kiên cố hiệp thế, Lokiyappana Vithi là A. 5 lộ chứng nhập thiền sắc giới, Rupavacharappana Vithi. B. 4 lộ chứng nhập thiền vô sắc giới, Arupavacharappana Vithi. C. 1 lộ hiện thông, Avinyappana Vithi. 2. 3 trường hợp tâm lộ kiên cố siêu thế, Lokuttarappana Vithi là A. Lộ đắc đạo, Maggappana Vithi. B. Lộ nhập thiền quả, tức quả định, Phala Sammapatti Vithi. C. Lộ nhập thiền diệt, Nirodha Sammapatti Vithi. 1. 3 trường hợp tâm lộ kiên cố hiệp thế, Lokiyappana Vithi. A. 5 lộ tâm chứng nhập thiền sắc giới, Rupavacharappana Vithi. Người độn căn, Mandapanya. Xem hình 22, tâm lộ tâm chứng nhập thiền sắc giới của người độn căn, trang 179. Xem hình 23, tâm lộ tâm chứng nhập thiền sắc giới của người lợi căn, trang 180. Gọi là năm là dựa trên năm tầng thiền. Về tâm lộ chứng nhập thì chỉ có hai là cho người độn căn Mandapanya và lợi căn Tikkhapanya. Sau khi quan tướng, Patipaga Nimitta của đề mục Kansina xuất hiện, tâm hữu phần sinh khởi hai sát na, rúng động, dứt dòng, để sau đó là tâm khai ý môn nhằm mở cửa cho lộ ý kiên cố. Ngay sau tâm khai ý môn là một trong hai tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí, Somanasasa Hagatang, Nhanasampayutang, Maha Kusalachita, xuất hiện 4 lần liên tục với 4 chức năng. Upachara Samadhi Javana khác nhau, chuẩn bị Parikama, cận hành Upachara, thuận thứ Anuloma và chuyển tập Gotrafu, rồi mới đến tâm thiền mà người đó chứng. Nên nhớ sát na chuẩn bị chỉ cần thiết ở người độn căn Mandapanya, với người lợi căn Tikkhapanya thì không cần. Tưởng cũng nên hiểu sơ về ý nghĩa của 4 sát na đại thiện này. Sát na chuẩn bị Parikama là bước đầu làm quen với cảnh thiền Chana. Sát na cận hành Upachara là một bước chân nữa tiến gần hơn đối với cảnh thiền. Sát na thuận thứ Anuloma đóng vai trò cầu nối giữa cảnh đề mục và cảnh thiền. Sát na chuyển tập Gotrafu có nhiệm vụ cắt đứt chủng tử dục giới để hành giả bước lên cảnh giới đáo đại. Ở lộ tâm đắc đạo thì chuyển tập là bước chân lìa bỏ phàm phu tánh. 4 tâm đại thiện vừa kể được gọi chung là động lực cận định, Upachara Samadhi Javana. Ngay sau sát na chuyển tập thì tâm thiện sơ thiền sắc giới sẽ xuất hiện một sát na, và chỉ riêng nó lúc này được gọi là động lực kiên cố. Sau một sát na sơ thiền này, tâm hữu phần tái hiện như cũ. Đối với trường hợp sơ chứng, chứng lần đầu, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cũng giống hệt trường hợp sơ chứng sơ thiền. Riêng lúc sơ chứng ngũ thiền, thì hai tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí
sẽ được thay thế bằng hai tâm đại thiện thọ xã hợp trí. Upekha sahagatang nyanasampayutang maha kusala chitta. Để làm bốn nhiệm vụ: chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tập rời thấp lên cao. Ghi chú: một, lúc chứng đắc thì có sự khác biệt về đại thiện thọ hỷ hay đại thiện thọ xả, nhưng trong lúc tu tập thì chuyện này không thành vấn đề. 2. Khi một người nhập định sắc giới thì các tâm động lực trong giai đoạn cận định Upachara Samadhi, tức từ cận hành trở đi cùng với động lực kiên cố Chana Javana, sau đó phải có cảm thọ Vedana giống nhau. Như bốn tầng thiền đầu có chi lạc đi cùng thì bốn động lực cận định của chúng phải là tâm thọ hỷ. Trong trường hợp nhập ngũ thiền vốn là xả thọ thì giai đoạn cận định cũng phải là tâm xả thọ. 3. Động lực thiền Kusala Chitta phải gắn liền với động lực thiền Javana. B. Bốn lộ tâm chứng nhập thiền vô sắc Arupa Vacharapana Vithi. Người độn căn Mandapanya. Xem hình 24, lộ tâm chứng nhập thiền vô sắc của người độn căn. Người lợi căn Tikkhapanya. Xem hình 25, lộ tâm chứng nhập thiền vô sắc của người lợi căn. Nhìn chung thì các lộ này giống hệt như các lộ tâm thiền sắc giới. Ở đây chỉ khác ở điểm là trình độ định tâm và khả năng an tĩnh của tầng này cao hơn tầng kia. Muốn chứng nhập thiền vô sắc, ta phải nương vào ngũ thiền sắc giới. Nhưng để tập chú vào những đề mục không liên hệ sắc pháp, hành giả phải làm lơ quang tướng của Kansina mà mình đã dựa vào đó mà đắc ngũ thiền. Rồi chú niệm vào đề mục hư không Akasa. Hư không ở đây không phải là sắc pháp, chỉ là khái niệm về sự bao la vô tận của không gian, không có một chút liên hệ nào tới vật chất, tức hoàn toàn khác hẳn với đề mục hư không trong thiền sắc giới, vốn ám chỉ những khe hở hay khoảng cách của vật chất. Một, khi cảnh hư không xuất hiện qua ý môn, một sát na rúng động và một sát na dứt dòng xuất hiện, rồi sau đó vẫn là trình tự khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tập, lìa sắc giới để lên vô sắc giới. Với người lợi căn thì không cần sát na chuẩn bị, và bốn sát na cận định này dĩ nhiên phải là đại thiện hợp trí xả thọ. Sau bốn sát na cận định, tâm thiện hư không vô biên xuất hiện một sát na, rồi sau đó là hữu phần pha văn cá tái hiện. 2. Để chứng tầng vô sắc thứ hai, trước hết cảnh hư không vô biên phải hiện qua ý môn, rồi sau đó là rúng động, dứt dòng, chuyển tập và tâm thiện thức vô biên xuất hiện một sát na, rồi sau đó là hữu phần. 3. Để chứng tầng thiền vô sắc thứ ba thì mọi sự như cũ, chỉ khác ở cảnh đầu tiên xuất hiện qua ý môn là khái niệm không có một thứ gì, phủ nhận hư không và thức. 4. Để chứng tầng thiện thứ tư thì đề mục ở đây là khái niệm vô sở hữu xứ. Hành giả nghĩ tới và nhàm chán tầng thiền thứ ba. Khi ấn tượng này xuất hiện qua ý môn thì rúng động và dứt dòng sẽ hiện ra hai sát na. Sau đó là khai ý môn. Chuẩn bị, người lợi căn không có sát na này. Cận hành, thuận thứ, chuyển tập và một sát na phi tưởng phi tưởng xứ. Xin xem lại chương 1. Phần giải về tâm, một đáo đại để hiểu thêm phần này. Các lộ nhập thiền Sammapatti. Một người đã chứng đắc tối thiểu sơ thiền và tối đa là tầng thiền vô sắc thứ tư, nếu muốn được sống trọn vẹn với tâm thiền mà mình đã chứng đắc, chỉ việc tác ý đến quan tướng của đề mục đã tu tập trước đó, rồi một lộ tâm nhập thiền nhập định sẽ xuất hiện, và kéo dài đến bao lâu tùy thích. Thời gian này có thể là một giờ đồng hồ hay 5-7 ngày. Từ sơ thiền muốn nhập định nhị thiền thì hành giả chỉ việc tác ý lìa bỏ chi tầm vi tắc cá, hoặc vào nhị thiền rồi tác ý từ bỏ chi tứ vi cha rá để vào tam thiền. Cứ thế, diễn biến tâm lộ lúc nhập thiền giống hệt như lúc chứng thiền, chỉ khác ở điểm là số lượng tâm thiền ở đây là không giới hạn. Xem hình 26, lộ nhập thiền của người độn căn. Hình 27, lộ nhập thiền của người lợi căn, trang 185.
Ghi chú: 1. Một người đã chứng qua các tầng thiền đáo đại, nếu muốn sống hết mình với nó để vui trong cảnh thiền, bỏ hết cảnh dục trần, để được hiện tại lạc trú, thì chỉ việc nhập định bất cứ lúc nào mình muốn. Công việc này được bắt đầu rất đơn giản. Trước hết, hành giả chú tâm trở lại vào đề mục Kasina mà mình đã tu, và ngay lập tức quan tưởng xuất hiện. Và vào lúc này không một tiếng động nào bên ngoài có thể chi phối hành giả. Khi quan tưởng xuất hiện, thì hai sát na rúng động, dứt dòng sẽ sinh khởi tiếp theo. Sau đó là khai ý môn và bốn sát na cận định, là một trong hai tâm đại thiện hợp trí, thọ xả hay thọ hỷ, tùy tầng thiền. Tiếp theo là một trong năm tâm thiện, thiền xuất hiện vô số lần. Bao lâu tùy theo ý thích của hành giả. Khi đủ thời gian như ý, thì hữu phần tái hiện trở lại. 2. Để nhập định vô sắc. Ở đây là đề mục hư không vô biên, với ba đề mục kia cũng vậy. Trước hết, hình tượng hư không vô biên hình thành vào ngay thời điểm quan tướng và hành giả cảm được nó, chứ không phải là thấy nó. Rồi thì ngay lúc này, hai tâm hữu phần rúng động, dứt dòng xuất hiện. Sau đó là khai ý môn, rồi tiếp theo là một trong hai đại thiện hợp trí xả thọ xuất hiện bốn lần vào giai đoạn cận định. Với người lợi căn thì không cần sát na chuẩn bị. Ngay sau sát na chuyển tập sẽ là các sát na thiện không vô biên hoặc các tầng vô sắc cao hơn xuất hiện vô số lần theo ý muốn của hành giả. Khi hết hạn đã định thì hữu phần xuất hiện trở lại. 1. Biến hóa thông. Itthi Vitta Nhanna, tức khả năng đi trên nước, trên không hay biến hình đổi dạng. 2. Thiên nhãn thông. Dipachakhu Nhanna, gồm có hai loại. A. Khả năng thấy được những hình ảnh vi tế hay xa khuất mà mắt thường không thấy được. B. Khả năng thấy được hạnh nghiệp nào đã dẫn đưa các loài chúng sinh, kẻ siêu, người đọa, với những hoàn cảnh khác nhau. Thiên nhãn thông loại này còn được gọi bằng thuật ngữ sanh tử mình. Chút tu papa ta nhăn ná vi cha. 3. Thiên nhĩ thông dipasota nhăn ná, tức khả năng nghe được những âm thanh mà thính giác của người thường không thể nghe được. 4. Tha tâm thông parachitta vichana nạc nhăn ná hay cheto pariya nhăn ná, tức khả năng đọc hiểu được suy nghĩ của người khác rõ ràng như biết bản thân mình đang nghĩ gì. 5. Túc mạng thông búp bê ní wasa nusati nhăn ná, tức khả năng nhớ được những kiếp sống quá khứ của mình và người khác. Loài thiên nhãn thứ hai đã nói ở trên là khả năng thấy được nhân sanh tử, và túc mạng thông này là khả năng thấy được quả sanh tử. Kể chung là vậy, nhưng khả năng thần thông của mỗi người không thể nào giống nhau. Trình độ cao thấp, ít nhiều là tùy thuộc vào túc duyên quá khứ đã tu tập dày mỏng ra sao. Về cách hóa hiện thần thông thì trước hết, đương sự nhập định ngũ thiền sát giới bằng đề mục cần thiết. Như muốn đi trên mặt nước, vị ấy nhập vào đề mục đất. Khi lộ nhập thiền kết thúc, hữu phần xuất hiện, thì vị ấy lập nguyện: hãy có một con đường băng qua hồ nước này. Với người đã đắc thiền, lời nguyện này được thực hiện bằng một niềm tin bất động. Lúc đó, ấn tượng về con đường kia hiện ra qua ý môn để làm xuất hiện hai sát na rúng động dứt dòng. Tiếp theo sau là khai ý môn, và rồi là một trong hai tâm đại thiện hoặc đại tố, hợp trí thọ xả, sẽ xuất hiện bốn lần để làm nhiệm vụ cận định, là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tập. Ngay sau sát na chuyển tập, tâm thiện hoặc tố ngũ thiền sắc giới xuất hiện trong một sát na. Lúc này tâm thiện hoặc tố ngũ thiền sắc giới được gọi là tâm thắng trí hay tâm thông. Sau đó là hữu phần xuất hiện và đương sự coi như đã xuất thiền. Ngay lúc này, người hóa thông đã có thể bước đi trên mặt hồ.
với các thứ thần thông khác cũng theo cách này mà hiểu. Kể trên ngôn ngữ thì dài dòng như vậy, nhưng trong thực tế, thời gian thực hiện một thần thông chỉ là nháy mắt. Đó là lý do tại sao Đức Phật gọi thần thông là ý thí, ước nguyện hay ý muốn. Từ động từ, icchati là mong muốn. Xem hình 28, lộ tâm hóa thông hay hiện thông, trang 189. 2. Ba trường hợp tâm lộ kiên cố siêu thế, Lokuttarappa Navithi. A. Lộ tâm đắc đạo, Magappa Navithi. Đây là hành trình tâm thức của một hành giả tu đúng pháp môn tuệ quán và đầy đủ duyên lành ba la mật vào thời khắc chứng ngộ thánh trí. Người độn căn, Mandapanya. Người lợi căn, Tikkapanya. Xem hình 30, lộ đắc đạo của người lợi căn, trang 190. Ghi chú 1. Tùy theo căn cơ của hành giả, tính, định hay trí mạnh nhất, một trong tam tướng Tilakkhana là vô thường, anicca, khổ, dukkha và vô ngã, anatta của danh sắc, sẽ xuất hiện qua ý môn của một phàm phu, người còn đủ 10 triền phược. Tâm hữu phần sẽ xuất hiện hai lần trong vai trò rúng động và dứt dòng. Sau đó là khai ý môn và một trong bốn tâm đại thiện hợp trí sẽ xuất hiện ba lần trong vai trò chuẩn bị, cận hành, thuận thứ để quan sát tam tướng. Và sát na đại thiện thứ tư xuất hiện trong vai trò chuyển tập để thấy rõ niết bàn và chấm dứt chủng tử phàm phu. Tiếp theo một sát na sơ đạo xuất hiện để quan sát niết bàn lần nữa, và ngay lập tức sau đó là hai hoặc ba sát na sơ quả, tùy trường hợp độn căn hay lợi căn. Người độn căn cần có sát na chuẩn bị, nên sau sát na sơ đạo chỉ có hai sát na sơ quả. Người lợi căn không cần sát na chuẩn bị, nên sau sát na sơ đạo thì có tới ba sát na sơ quả. Một người đã là thánh nhân thì không bao giờ có việc trở lui tình trạng phàm nhân hay trở xuống tầng thánh trí thấp hơn. Trong lộ tâm đắc sơ quả, sát na chuyển tập Gotrafu có vai trò các đức chủng tử phàm phu. Ở lộ tâm chứng đắc các tầng thánh trí cao hơn thì sát na chuyển tập này được thay thế bằng sát na vũ tịnh Vodana có vai trò là đưa người từ thấp lên cao. 2. Trong trường hợp một vị sơ quả đắc chứng nhị quả hay nhị quả đắc chứng tam quả hoặc tam quả đắc chứng tứ quả thì toàn bộ diễn tiến của lộ tâm cũng giống hệt trường hợp số 1. Dĩ nhiên với những thay đổi cần thiết, chẳng hạn như sát na chuyển tập được thay thế bằng vũ tịnh. Xem hình 31, ví dụ lộ đắc ba đạo cao của người độn căn, trang 191. Vị thánh, một trong bốn tầng thánh, chỉ việc tác ý đến tam tướng của danh sắc nội thân. Thời gian cho việc này lâu mau bất định, nhưng chỉ vài giây là đủ. Ngay trước khi vào định hẳn hoi, một trong ba pháp ấn, tam tướng, sẽ hiện ra qua ý môn của vị thánh, khiến xuất hiện hai sát na rúng động, dứt dòng. Tiếp theo đó là khai ý môn và rồi một trong bốn tâm đại thiện hoặc tâm đại tố. Hợp trí sẽ xuất hiện ba lần để làm việc quan sát tam tướng trong vai trò chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và xuất hiện lần thứ tư để quan sát niết bàn. Và sát na này được gọi là vũ tịnh Vodana. Ngay sau đó, tùy tầng thánh mà một trong bốn tâm thánh quả sẽ xuất hiện vô số lần cho đến hết thời gian mà đương sự đã định. Người độn căn, Mandapanya. Xem hình 32, lộ tâm nhập thiền quả của người độn căn. Người lợi căn, Tikkapanya. Xem hình 33, lộ tâm nhập thiền quả của người lợi căn, trang 192. C. Lộ tâm nhập thiền diệt Nirodha Sammapatti. Còn gọi là diệt thọ tưởng định Nirodha Sammapatti. Đây là loại đại định chỉ dành riêng cho các vị tam quả và A-la-hán đã chứng xong tất cả các tầng thiền vô sắc giới. Loại định này có tên gọi như vậy là vì đây là loại đại định duy nhất vắng mặt hoàn toàn đời sống tâm pháp. Trong suốt thời gian an trú,
Loại định này vị thánh chỉ là một xác chết còn hơi ấm. Tuy được diễn tả là vậy, nhưng thời gian nhập định này chính là lúc vị thánh thật sự được nghỉ ngơi an dưỡng một cách đúng nghĩa. Vị thánh muốn nhập vào loại định này trước hết phải nhập vào sơ thiền sắc giới, sau đó xuất thiền, nhìn lại tam tướng trong sơ thiền, rồi nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền sắc giới, hư không vô biên, thức vô biên và vô sở hữu xứ. Sau khi xuất khỏi vô sở hữu xứ, quán sát tam tướng trong tầng thiền vô sắc thứ ba này, rồi thì lập nguyện Atthitthana mấy điều sau: tôi sẽ an trú trong đại định không tâm này suốt thời gian 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay 7 ngày. Vị thánh phải biết chắc tuổi thọ mình dài hơn thời gian nhập định. Vị thánh phải chú nguyện tất cả vật tùy thân đều được nguyên vẹn, không bị phá hủy bởi bất cứ lý do nào, dù là thiên nhiên hay sức người. Vị thánh phải chú nguyện cho mình lập tức xuất định, ngay bất cứ lúc nào Đức Phật hay Chư Tăng cần gặp. Kinh nói, một tỳ kheo sứ giả chỉ cần đến trước mặt vị thánh đang nhập thiền diệt và nói, Thế Tôn hay Chư Tăng đang cần gặp mặt hiền giả, thì ngay lập tức hai sát na thánh quả, tam quả hoặc tứ quả sẽ xuất hiện, và như vậy vị này đã xuất định và tâm pháp lại tái hiện như cũ. Sự cúng dường đến một bậc thánh vừa ra khỏi diệt định luôn là một trọng nghiệp cho quả ngay đời hiện tại, vì sự cúng dường này đồng nghĩa với việc cứu sống sinh mạng một bậc thánh, và cũng là một người vừa nếm trải hương vị Niết Bàn ở mức độ rốt ráo nhất ngay trong tấm thân sinh tử. Trở lại tiến trình tâm pháp của vị thánh nhập thiền diệt, ngay sau mấy điều lập nguyện ở tầng thiền vô sắc thứ ba, vị này lại nhập vào tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm này chỉ xuất hiện trong hai sát na, rồi thì sau đó toàn bộ tâm, tâm sở và sắc tâm hoàn toàn diệt mất. Khi đã đủ thời hạn như đã lập nguyện, thì một trong hai loại tâm thánh quả sẽ xuất hiện một sát na, có nơi nói hai sát na, và sau đó là hữu phần. 5. Vài ghi chú liên quan về lộ tâm. A. Các tâm quả dị thục, Vipakacitta, là kết quả tương ứng của các nghiệp thiện ác. Chúng xuất hiện trong các tâm lộ theo sự chi phối của tiền nghiệp, tương ứng và chính xác như hình ảnh bên ngoài và hình ảnh trong gương. Chẳng hạn như các ác nghiệp quá khứ sẽ tạo ra ngũ song thức quả bất thiện, cùng các tâm tiếp thâu, quan sát, na cảnh trong lộ tâm thời hiện tại. Với tác động của thiện nghiệp quá khứ, đời này một người sẽ có được ngũ song thức quả thiện, cùng các tâm tiếp thu, quan sát, na cảnh để biết cảnh tốt, có thể bằng thọ xả hay thọ hỷ. Tâm thiện và tâm bất thiện không xuất hiện theo kiểu rập khuôn như tâm dị thục, nghĩa là muốn hay không cũng vẫn xuất hiện một cách tự nhiên. Riêng tâm thiện thì phải do sự khéo tác ý mới có, và tâm bất thiện thì cũng phải do sự vụng tác ý mới thành. B. Tần suất xuất hiện của các loại động lực. A. Về các động lực dục giới, số lượng thông thường trong mỗi lộ tâm là 7 sát na. Trong các trường hợp đặc biệt, như đối với các trẻ sơ sinh, người hấp hối hoặc người bất tỉnh, thì vì sắc vật quá yếu nên giai đoạn động lực đôi khi chỉ 5 hoặc 6 sát na trong một lộ. Trong lộ cận tử dục giới cũng vậy. Trong các lộ phản kháng, chi thiền trong tâm của hành giả rất nhanh nhạy, nên động lực dục giới cũng chỉ xuất hiện 4 hoặc 5 sát na mỗi lộ. Trong các lộ đắc đạo đắc thiền cũng thế, chỉ cần 4 sát na chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tập, vũ tịnh là đã đủ. Với người lợi căn còn ít hơn nữa, bỏ thêm sát na chuẩn bị. B. Đối với các tâm động lực kiên cố,
thiền định và thánh trí. Người lần đầu đắc thiền chỉ tịnh Samatha cần một sát na động lực đáo đại mà thôi. Trong khi đó, những khi nhập lại các tầng thiền đã chứng, thì số lượng động lực đáo đại xuất hiện vô số lần trong nhiều ngày. Trong các lộ hiện thông, thì một trong hai tâm thông chỉ xuất hiện một sát na. Trong các lộ đắc đạo, thì tâm đạo chỉ xuất hiện một sát na, và thánh quả thì hai hoặc ba sát na, tùy độn hay lợi căn. Trong các lộ nhập quả định, thiền quả, các tâm thánh quả xuất hiện vô số lần, nhiều khi trong cả 7 ngày. Trong lộ nhập thiền diệt, tâm phi tưởng, phi tưởng xuất hiện 2 lần trước khi tâm pháp hoàn toàn biến mất. Khi hết hạn thiền diệt, tâm tam hoặc tứ quả sẽ xuất hiện một sát na để khởi động lại đời sống tâm pháp. Các động lực đi cạnh nhau phải luôn có thọ giống nhau. Như giai đoạn cận định gồm 4 sát na trong lộ đắc thiền hay đắc đạo phải luôn có thọ tương ứng với các động lực kiên cố đi sau chúng. C. Đôi điều về tâm na cảnh Tadalambana. Tâm này chỉ xuất hiện ở người có dục giới trong các lộ tâm biết cảnh dục trần. Thông thường thì nếu 7 động lực trong đó là thọ ưu hay xả, thì na cảnh phải là thọ xả. Khi động lực là thọ hỷ, thì na cảnh mới là thọ hỷ. Sau đây là những trường hợp xuất hiện của tâm na cảnh. Sau 4 tâm đại tố xả thọ và 2 động lực sân, thì na cảnh là 4 tâm đại quả xả thọ và 2 tâm quan sát xả thọ. Sau 4 tâm đại tố hỷ thọ và sinh tiếu, thì na cảnh là 4 tâm đại quả hỷ thọ và 1 tâm quan sát hỷ thọ. Sau 10 động lực bất thiện và 8 tâm đại thiện, thì na cảnh có thể là 1 trong cả 11 tâm na cảnh. D. Hộ kiếp khách Agantuka Phavanga. Đối với người tái sinh bằng tâm hỷ thọ, thì hữu phần của họ dĩ nhiên cũng là hỷ thọ. Lý do là tâm tái tục và tâm hữu phần luôn tương đồng nhau ở năm khía cạnh. Cảnh giới Fumi, loại tâm gồm 19, Chitta, có chung loại tâm sở đi cùng, Sampayutta Chetasika, cảm thọ Vedana, hữu hay vô trợ Sankhara. Khi đương sự khởi sân tâm, tức trong tâm lộ có động lực ưu thọ, thì na cảnh không thể là hỷ thọ. Dù trên nguyên tắc thì na cảnh và tâm động lực phải đồng thọ với nhau. Nên ngay lúc này, một quan sát xả thọ phải xuất hiện để làm nhiệm vụ trung hòa trong một sát na, để sau đó dòng hữu phần trở lại hỷ thọ như trước. Tâm quan sát xả thọ trong thời điểm đặc biệt này được gọi là hữu phần khách Agantuka Phavanga. Từ đó mà hiểu thì xả thọ có thể tương ứng với cả ưu và hỷ thọ trong trường hợp cần thiết. Có điều là hữu phần khách ở đây xuất hiện không phải để biết lại đối tượng của các động lực sân trước đó, mà là những cảnh dục trần nào đó đã từng biết qua vài lần trong quá khứ. Ờ, tương quan giữa tâm chí tá và cảnh giới phu mi. Trong các lộ tâm sinh khởi ở cõi dục giới có được 80 tâm trừ 9 tâm quả đáo đại. Trong các cõi sắc giới hữu tâm thì chỉ có 69 tâm xuất hiện để làm nên các tâm lộ. Ngoại trừ 2 tỷ thức, 2 thiệt thức, 2 thân thức, 8 đại quả, 2 tâm sân, 4 tâm quả vô sắc. Trong 69 tâm này, 5 tâm quả sắc giới dĩ nhiên chỉ đóng vai trò hữu phần, tức tâm chủ quan, Vithimuttacitta. Ở 4 cõi vô sắc, chỉ có 42 tâm khách quan là 10 tâm bất thiện, trừ 2 tâm sân, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 4 tâm thiện vô sắc,
bốn tâm tố vô sắc, bảy tâm siêu thế trừ sơ đạo, và tâm khai ý môn. Bốn tâm chủ quan ở đây là bốn tâm quả vô sắc. F. Các hạng người trong A Tỳ Đàm. Bhukkhalapheda. Cách phân loại chúng sanh trong A Tỳ Đàm rất đặc biệt, không phải dựa vào cảnh giới hiện hữu mà dựa vào tiêu chuẩn tâm thức. Do đó, trong A Tỳ Đàm kể có 12 hạng chúng sinh. 1. Phàm phu Bhutuchana. 1. Người khổ, còn gọi là người vô nhân, tái sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Hạng này bao gồm chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula, có mặt ở cõi tứ thiên vương, cõi người và địa ngục. 2. Người lạc vô nhân là hạng chúng sinh tái tục bằng tâm quan sát thọ xả quả thiện. Họ là những người tàn tật bẩm sinh, không do ngoại lực tác động sau lúc tái tục. Chẳng hạn, những tai nạn trong lúc bà mẹ mang thai hay sau khi đứa bé ra đời, và một số thiên nhân ở cõi tứ thiên vương, phạm thiên cõi vô tưởng, tuy không tâm nhưng cũng được kể vào loài này. Họ được gọi là người lạc vì các hạng người ở đây không thuộc đọa xứ, nhưng gọi là vô nhân vì tâm tái tục của họ là tâm quả vô nhân. 3. Người nhị nhân Dihetukkhapuggala là những người và tiên dục giới tái sinh bằng bốn tâm đại quả ly trí. Họ hoàn toàn có thể là những người linh hoạt, lanh lẹ trong đời sống thường nhật, nhưng tuyệt đối không có khả năng chứng đắc thiền chỉ tịnh và thánh trí. Về điều này thì giống hệt như hai hạng vô nhân trên. 4. Hạng người tam nhân Tihetukkhapuggala gồm các hạng chúng sanh trong các cõi hữu tâm. Từ cõi vô sắc đến các loài dạ xoa nhân loại tái sinh bằng các tâm đại quả hợp trí. Hạng người này nếu đủ duyên lành thì đủ trí tuệ để đắc chứng thiền định hoặc thánh trí. Nói đại khái là vậy, nhưng tam nhân cũng có ba trường hợp. Tái sinh bằng tâm tam nhân nhưng không đắc gì hết, chỉ đắc được thiền định, có thể đắc thánh trí. Người đắc được thánh trí thường khi có thể đắc thiền định, nhưng người đắc thiền định chưa hẳn đủ sức đắc được thánh trí. 2. Thánh nhân Aryabhukkhala. Người đạo Maggathabhukkhala. 5. Người sơ đạo Sotapattimaggatha. 6. Người nhị đạo Sakadagami Maggatha. 7. Người tam đạo Anagami Maggatha. 8. Người tứ đạo Arahatta Maggatha. Bốn người đạo thật ra chỉ là một sát na thánh đạo, nhưng vẫn kể là một hạng người. Người quả Phalathabhukkhala. 9. Người sơ quả Sotapattiphalatha. 10. Người nhị quả Sakadagami Phalatha. 11. Người tam quả Anagami Phalatha. 12. Người tứ quả Arahatta Phalatha. Bốn người quả chỉ cho bốn tầng thánh quả. 6. Người Bhukkhala có bao nhiêu tâm chí tá? Ở cõi dục giới, nếu vị ấy có tu thiền thì phải cộng thêm 9 tâm đáo đại. 1. Người khổ có được 37 tâm, 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân trừ sinh tiếu, 8 tâm đại thiện. 2. Người lạc và người nhị nhân có được 41 tâm, 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân trừ sinh tiếu, 8 tâm đại thiện, 4 tâm đại quả ly trí. 3. Người tam nhân cõi dục giới có 45 tâm, 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân trừ sinh, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả. Ở cõi dục giới
với người tu thiền thì phải cộng thêm chính tâm đáo đại. 4. Người tam nhân cõi sắc giới có 39 tâm. 10 tâm bất thiện trừ 2 tâm sân. 11 tâm vô nhân trừ 2 tỷ thức, 2 thiệt thức, 2 thân thức, sinh tiếu. 8 tâm đại thiện, 9 tâm thiện đáo đại. Một trong năm quả sắc giới. 5. Người tam nhân cõi vô sắc giới có 24 tâm. 10 tâm bất thiện, khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 4 tâm thiện vô sắc, một trong bốn quả vô sắc giới. 6. Người sơ quả cõi dục giới có 41 tâm. 7 tâm bất thiện trừ 4 tham hợp tà, 1 si hoài nghi. 17 tâm vô nhân, 8 tâm đại thiện, 8 đại quả, tâm sơ quả. Nếu vị ấy có tu thiền thì phải cộng thêm 9 tâm đáo đại. 7. Người sơ quả cõi sắc giới có 35 tâm. 5 tâm bất thiện là 4 tham ly tà, 1 si phóng dật. 11 tâm vô nhân, 8 tâm đại thiện, 9 thiện đáo đại. Một trong năm tâm quả sắc giới, tâm sơ quả. 8. Người sơ quả cõi vô sắc giới có 20 tâm. 5 tâm bất thiện là 4 tham ly tà, 1 si phóng dật, khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 4 thiện vô sắc. Một trong 4 tâm quả vô sắc giới, tâm sơ quả. 9. Người nhị quả ở ba cõi cũng có số tâm giống hệt người sơ quả, chỉ thay đổi tâm sơ quả bằng tâm nhị quả. 10. Bậc tam quả ở cõi dục giới có 39 tâm. 5 bất thiện là 4 tham ly tà, 1 si phóng dật. 17 vô nhân, 8 đại thiện, 4 đại quả, 1 trong 5 tâm tam quả. Nếu vị ấy có tu thiền thì phải cộng thêm 9 tâm đáo đại. 11. Bậc tam quả ở cõi sắc giới và vô sắc giới có số tâm giống hệt như vị sơ quả ở hai cõi này, chỉ thay thế tâm sơ quả bằng tâm tam quả. 12. Bậc tứ quả ở cõi dục giới có 35 tâm là 18 tâm vô nhân, 8 đại quả, 8 đại tố, một trong năm tâm tứ quả. Nếu vị ấy có tu thiền thì phải cộng thêm 9 tâm tố đáo đại. 13. Bậc tứ quả ở cõi sắc giới có 31 tâm là 12 tâm vô nhân trừ 3 cặp tỷ thiệt và thân thức, 8 đại tố, 9 tố đáo đại, một trong năm tâm tứ quả theo cõi tương ứng. 14. Bậc tứ quả ở cõi vô sắc giới có 15 tâm là khai ý môn, 8 đại tố, 4 tố vô sắc, 1 trong 4 quả vô sắc giới, 1 trong 5 tâm tứ quả. Trong 4 người đạo, mỗi người chỉ có 1 tâm thánh đạo mà thôi. Xem bảng 36, biểu đồ người có bao nhiêu tâm, phần 1, trang 205. Xem bảng 37, biểu đồ người có bao nhiêu tâm, phần 2, trang 206. Xem bảng 38, biểu đồ người có bao nhiêu tâm, phần 3, trang 207.